Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Mua bán nhà, theo con, bán luôn niềm vui tuổi già. Kính chào quý cô bác đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Quý vị thân mến, ở các nước phương Tây thì đa số cha mẹ chỉ có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái đến năm 18 tuổi. Sau đó con cái phải tự lập và học cách trưởng thành. Khi đó thì cha mẹ thực sự có thời gian cho bản thân làm những điều họ thích để tận hưởng tuổi trung niên và tuổi già. Trong khi đó, văn hóa phương Đông lại thiên về việc cha mẹ bao bọc con cái đến khi chúng khôn lớn. Khi con cái đã có gia đình riêng, cha mẹ vẫn tiếp tục tự thấy mình có trách nhiệm với con cháu, kể cả về tài chính lẫn chăm sóc và dạy dỗ. Thậm chí, họ bán nhà ở quê, gồng gánh đồ đạc lên thành phố với niềm tin rằng sống cùng con cháu để tiện bề chăm lo. Thế nhưng thực tế thì không ít bậc cha mẹ đã bán nhà mà không biết mình vô tình đã bán đi niềm vui tuổi già và tự tước đi cuộc sống của riêng mình. Hãy cùng lắng nghe những cái lý giải sau đây. Và đây là tâm sự của ông Hoàng Văn Thanh, quê ở Bắc Giang, khi ông bà bán nhà lên thành phố Hà Nội ở với con. Hai vợ chồng ông Thanh là giáo viên cấp 2 ở Bắc Giang, có hai người con trai học đại học ở Hà Nội, sau đó ở lại lập nghiệp chứ không về quê với cha mẹ. Sau khi mà ra trường, các con của ông đều tự xin việc, công việc ổn định, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thủ đô. Khoảng chục năm trước, sau khi về hưu, với số tiền dành dụm được vài trăm triệu đồng, ông bà bàn nhau để dành sau này cho các con, còn họ sẽ an hưởng tuổi già ở quê. Tuy nhiên, sau khi con trai lớn lấy vợ rồi đến con thứ hai, các cháu nội lần lượt ra đời. Công việc của các con bấp bênh, tiền thuê nhà tốn kém. Ông bà phải chia nhau ra Hà Nội để bế cháu và hỗ trợ con. Cả gia đình thì ở Hà Nội, nhưng mỗi người thì lại ở một đầu thành phố và cuối thành phố. Cả tháng trời ông bà mới gặp nhau một lần vì cuộc sống thuê trọ bất tiện. Thương các con thì ông bà bàn nhau bán nốt căn nhà hương hỏa ở quê, cộng với số tiền tiết kiệm lên thủ đô ở với các cháu để dễ bề chăm sóc hơn. Và với số tiền góp được của bố mẹ, hai con trai ông bà mua được mỗi người một căn chung cư. Ông bà Thanh mừng lắm vì tối nay các con đã có chỗ ở ổn định. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Ông bà chứng kiến cảnh cả con cả và con thứ chia nhau xem bố ở với ai, mẹ ở với ai, rồi mâu thuẫn nàng dâu mẹ chồng, mâu thuẫn giữa hai nàng dâu. Cuối cùng thì ông bà đành sống cùng cậu con lớn vì căn nhà 70m2 có hai phòng ngủ lớn hơn một chút so với nhà của cậu em. Nỗi buồn của người già sống ở quê có hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng xung quanh, tí lại chạy sang nhà này nhà kia uống trà nói chuyện, hay ra vườn làm cỏ hái rau. Nhưng khi ở cùng với các con cái thì ông Thanh lúc nào cũng cảm thấy tù túng trong căn chung cư của mình, không có bạn bè tuổi già. Không có cây cối vườn tược được. Thì điều mà ông Thanh ân hận nhất là 4 năm trước, vợ chồng ông không may bị ung thư. Khi ốm, không có họ hàng thăm nom thường xuyên vì quá xa quê. Đến khi bà mất, cũng không được ở nhà. Ông không thể nào quên những ngày tháng cuối đời của vợ tại thành phố. Vô cùng cơ cực. Dù bà rất muốn về quê để yên tĩnh, nhưng lại sợ nếu mất ở nhà, con cái sẽ khó khăn trong việc đi lại, ảnh hưởng đến nhà của con. Ông tâm sự, giá mà ông chia cho con một phần tài sản và giữ lại một phần để mua một mảnh đất nhỏ ở quê, rồi về quê sống với bà con làng xóm, thì đâu đến nỗi giờ phải sống buồn bã, cô đơn cùng con trai. Các cháu đã lớn, đi học cả ngày, còn bố mẹ chúng thì lại bận bịu suốt ngày đi làm. Về nhà lại cơm nước, lo con cái học hành, thì chẳng có thời gian trò chuyện cùng với bố nữa. Ông thường xuống sảnh chung cư ngồi ngắm trời, ngắm đất, rồi lại nghĩ đến cảnh mai này ông cũng giống vợ, muốn những ngày cuối đời bên gia đình người thân
nơi mảnh đất quê hương hòa tổ tiên, nhưng sao cũng thật khó nghĩ. Ông càng thêm ân hận vì đã bán tất cả nhà đất ở quê để theo con ra thành phố. Ngay bây giờ không phải để chờ lâu thì mời quý cô bác anh chị tiếp tục đến với lại nội dung thứ hai trong video này ạ. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Có lẽ câu chuyện của ông Thanh chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện đau buồn khi mà người già gom góp tiền tiết kiệm, bán hết nhà cửa, đất đai ở quê để ra thành phố ở cùng con cháu. Mỗi ngày ra đường không thiếu những cảnh người già cô đơn lầm lũi khi họ sống ở nơi cuộc sống ồn ào, nhịp sống hối hả, một nơi chẳng thuộc về họ. Cả đời họ sống trong tình thân họ hàng làng xóm, sống giữa thiên nhiên ruộng vườn ao chuông, không khí trong lành, nhưng khi về già lại tù tống, bức bối trong không gian bê tông chật hẹp của chung cư nhà cao tầng nơi thủ đô. Rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chút hơi ấm của tình thân họ hàng làng xóm cũng chẳng còn. Thực tế, nhiều người trẻ lập nghiệp ở thành phố muốn bố mẹ bán nhà bán đất ở quê để lên phố sống cùng mình cho tiện bề chăm sóc phụng dưỡng tuổi già. Nhưng họ quên rằng cha mẹ cũng có cần có tự do. Bao năm gắn bó với làng quê, họ yêu đất nước, yêu quê hương, yêu vườn tượng, yêu những người láng giềng thân thuộc. Đâu thể dễ dàng mà từ bỏ nơi sinh ra mấy chục năm cuộc đời để đến một thành phố xa lạ, ồn ào, không có họ hàng thân thích. Người làm cha làm mẹ ai chẳng muốn dành những cái điều tốt đẹp nhất cho con. Thấy con cực khổ là lòng không yên. Thấy con túng thiếu trong khi mình có chút tiền thì dễ dàng dốc toàn bộ cho con. Đừng nói bán nhà mà có khi bán thân để cứu con họ vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, chính sự hy sinh tất cả vì con cái vô tình tạo ra một thế hệ con cháu ỷ lại. Mọi thứ đã có sẵn, nhà cửa thì bố mẹ mua cho, con cái thì cũng đã có ông bà chăm. Nhiều người trẻ không có động lực phấn đấu. Hơn nữa, sự khác biệt về thế hệ, từ những thứ nhỏ nhặt như giờ giấc sinh hoạt, cách ăn uống đến những khác biệt trong suy nghĩ, khiến việc sống chung giữa bố mẹ và con cái dễ nảy sinh mâu thuẫn. Đó là chưa kể không ít người trẻ đã có thể có sẵn nhà cao cửa rộng, lại nghĩ tới hưởng thụ, lo cho bản thân, cho gia đình nhỏ của mình, mà quên đi sự hy sinh âm thầm của việc bậc làm cha làm mẹ. Họ không giấu và không thấu hiểu cảm giác cô đơn của người già nơi thành phố, thậm chí bị mang tiếng là sống nhờ vào con cái, dù mái nhà đó chính là tiền gom góp bán nhà đất ở quê cha mẹ. Đã có không ít người già rơi vào cảnh trắng tay, đi không được, ở không xong, khi nhà cửa đã bán hết để lấy tiền cho con cái, hoặc cho con mượn giấy tờ nhà đất đi cầm cố để làm ăn nhưng đổ bể. Vậy nên, để tránh mắc phải sai lầm, thậm chí là bi kịch tuổi già khi bán nhà theo con, những bậc cha mẹ nên ghi nhớ điều sau đây. Thứ nhất, duy trì cuộc sống độc lập, tránh lệ thuộc. Để duy trì một cuộc sống độc lập khi về già, người cao tuổi cần có sự tự chủ về tài chính, đó là một căn nhà riêng của mình và một tài khoản tiết kiệm để phòng khi tình huống không may xảy ra, khi đau yếu hay lỡ khi sống chung mà không hòa hợp với con cái. Khi đó thì bố mẹ không phải rơi vào cái tâm thế phụ thuộc, có thể ở cùng để đỡ đần con cháu, hoặc cũng có thể là trở về nhà cửa của mình bất cứ khi nào mà muốn. Chưa kể thì người già có lối sống sinh hoạt, sở thích riêng mà con cái có thể không hiểu và khó hòa hợp. Thứ hai, hỗ trợ tài chính cho con một cách có chừng mực. Nếu muốn hỗ trợ con cái an cư lập nghiệp ở thành phố thì bố mẹ có thể giúp một phần nào đó. Phần còn lại hãy để con tự lực phấn đấu. Điều này vừa giúp các con được tính tự lập, bớt ỷ lại, vừa giúp bố mẹ vẫn có tài sản riêng để phòng ngừa rủi ro. Hơn nữa, bố mẹ chỉ có thể hỗ trợ con trong khoảng lăng cái tài chính cho phép, không nên bán hết nhà cửa để dồn cho con. Vì tài sản có giá lớn hơn như nhà đất đã bán đi rồi thì không dễ gì mua lại được. Hơn nữa, cũng không nên cho con mượn giấy tờ nhà đất để thế chấp làm ăn, phòng khi rủi ro kinh doanh thất bại. Con cái có thể ở trọ
những năm đầu tiên khi lập nghiệp ở thành phố. Khi ổn định thì sẽ có thể tự tích lũy để mua nhà riêng. Cũng có nhiều bậc phụ huynh chọn cách giúp đỡ tài chính cho con để các con dễ mua nhà nhưng giấy tờ đứng tên bố mẹ. Thứ ba, chuẩn bị tâm lý, chọn cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe của mình. Người già thì không thể nào lao động hăng say như thời còn trẻ nên cần chọn môi trường sống thuận lợi cho sức khỏe của mình. Khi mà già yếu, người cao tuổi cần môi trường trong lành, yên tĩnh, có người chăm sóc. Nếu sống với con cháu, bố mẹ cần có chỗ dựa riêng tư, thoải mái. Khi sức khỏe yếu đi, người cao tuổi cũng nên tránh leo cầu thang hoặc trèo lên trèo xuống nhiều tầng lầu. Nếu còn đủ sức khỏe và tự chăm sóc bản thân, bố mẹ có thể sống riêng tại một căn nhà cấp 4 ở quê hay ở vùng ven thành phố để các con có thể tiện về thăm. Bố mẹ có thể làm vườn, trồng rau, nuôi cá cũng như giao lưu với hàng xóm, giúp đầu óc minh mẫn, cơ thể dẻo dai và lạc quan, yêu đời hơn. Bố mẹ cũng có thể sống gần những đứa con khác, không nhất thiết phải bán hết tài sản dồn cho một người con. Cuộc sống luôn có nhiều biến số khó lường và con cái ở gần bố mẹ thỉnh thoảng cuối tuần về thăm hoặc là đón ông bà lên chơi vài ngày cũng là một điều tốt đẹp. Điều này vừa giúp bố mẹ có cuộc sống yên bình, vừa giúp các con thoải mái mà vẫn chọn đạo hiếu. Các con nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của bố mẹ, đừng vì cuộc sống khó khăn trước mắt mà làm ảnh hưởng đến cả quãng đời còn lại của cha mẹ. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.